Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Đại biểu Nhân dân số tháng 6 năm 2018. Trong chuyên mục kỳ này, chúng tôi sẽ tập trung chuyển đến quý vị và các bạn về nội dung phiên giải trình của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Trước hết là phần tin tức, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành chương trình làm việc và bế mạc vào trưa ngày 15 tháng 6. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017 và tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2018. Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ tạo đà để hoàn thành kế hoạch năm 2018, năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, thông qua 7 luật và cho ý kiến về 9 dự án luật khác. Đối với dự án luật đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời gian thông qua dự án luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề đối với Bộ trưởng các Bộ Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ báo cáo về một số vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu. Các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn sát thực tế là những vấn đề kinh tế xã hội được cử tri và các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các đại biểu Quốc hội tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân, nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát. Vừa qua tại khách sạn Sapali, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã có cuộc tiếp đón và làm việc với đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Micronesia do ngài Wesley Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giới thiệu khái quát với đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Micronesia về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó nhấn mạnh những tiềm năng thế mạnh của tỉnh và mong muốn được hợp tác với Liên bang Micronesia trong thời gian tới. Ngài Wisi Simina, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia đã đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế cửa khẩu và phát triển du lịch. Ngài Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia giới thiệu về một số thế mạnh của Liên bang Micronesia có thể hợp tác với Lào Cai. Ngài Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia mong muốn kết nối tỉnh Lào Cai với các tỉnh, thành phố của Liên bang Micronesia, đồng thời sẽ giới thiệu và quảng bá về Lào Cai để các doanh nghiệp Liên bang Micronesia biết và tìm hiểu để đầu tư, kinh doanh vào tỉnh Lào Cai trong thời gian tới. Trước đó, khi diễn ra kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 và kỳ họp Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại các địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Đông đảo cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh, địa phương trong 6 tháng đầu năm và mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chức trách của mình, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Các cử tri vùng cao thẳng thắn nêu lên một số vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách, mong muốn được đầu tư cơ sở hạ tầng cho nhân dân, cùng với đó quan tâm tới vấn đề an ninh nông thôn, tình trạng lao động bỏ đi khỏi địa phương. Các cử tri vùng thấp, đô thị đề nghị giải quyết tốt các vấn đề về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, giải quyết việc làm, tình trạng xe quá khổ, quá tải, phá nát kết cấu giao thông. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những kiến nghị của cử tri đã được giải đáp trực tiếp tại cuộc tiếp xúc. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền đã được tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp để trình các cấp xem xét, giải quyết và trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 20 và 21 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng như đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo, tóm tắt, tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 18 nghị quyết trình tại kỳ họp. Đặc biệt, các nội dung giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri, của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương
được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình Lào Cai đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri. Trả lời ý kiến của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Văn Bàn liên quan đến lĩnh vực giao thông đang gây bức xúc trong nhân dân. Tại kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đề nghị hai sở, Sở Giao thông Vận tải và Sở Công Thương giải trình. Thứ nhất, đối với Sở Giao thông Vận tải thì có hai phiếu chất vấn với ba nội dung cần được giải trình. Đối với nội dung ý kiến của tổ đại biểu huyện Văn Bàn đề nghị giải trình, một là việc khắc phục được tình trạng ngầm tràn qua suối Khe Sang tuyến đường tỉnh lộ 151 đoạn qua Khe Quạt đến Khe Sang xã Tân An gây khó khăn đi lại trong mùa mưa lũ. Ý kiến thứ hai của tổ đại biểu huyện Văn Bàn đó là đến thời điểm nào thì tuyến đường quốc lộ 279 IC16 được khắc phục. Đề nghị làm rõ công văn số 2269 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cấp phép cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Quang Thịnh vận chuyển tập kết tại kho bãi chứa quặng sắt tại thôn Ngầm Thìn, xã Tân Thượng, trong khi tuyến đường này đang xuống cấp trầm trọng, cử tri bức xúc có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được khắc phục. Thứ nhất là ý kiến của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Văn Bàn. Nội dung 1 là đến bao giờ mới khắc phục được tình trạng ngập ngầm tràn qua suối Khe Sang, tỉnh lộ 151, đoạn từ Khe Quạt đến Khe Sang thuộc xã Tân An, gây khó khăn cho việc đi lại mùa mưa lũ. Về giải pháp xử lý thì trước mắt là Sở Giao thông sẽ cho đảm bảo hót sụt thanh thải toàn bộ cái khối đất này. Vì trong thời gian mà công ty bảo dưỡng có xử lý nhưng mà không triệt để thì có xử lý qua loa, nó chưa triệt để, nên vậy nước thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ yêu cầu là xử lý triệt để hơn, và về lâu dài sẽ nghiên cứu tổng thể khu vực thoát nước của khu vực này để đưa ra cái giải pháp. Nếu trường hợp mà vẫn còn tiếp tục đất cát trôi xuống thì sẽ làm cái mương dẫn nước để đảm bảo cho nước thoát nhanh hơn, cũng như đảm bảo cho công tác bảo dưỡng được thuận lợi hơn. Và tiếp thu ý kiến của đại biểu, Sở Thông sẽ sớm kiểm tra và báo cáo giải pháp xử lý triệt để trong quý 3 2018. Về ý thứ hai là giải pháp khắc phục và giải quyết tình trạng tuyến quốc lộ 279 từ Khe Lách đến nút giao IC16 xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên gây ách tắc, gây khó khăn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Nội dung này Sở Thông Vận tải xin phép được báo cáo như sau. Báo cáo đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương chấp thuận cho việc sửa chữa đột xuất đối với cầu Khe Lách. Cụ thể là đã sửa chữa xong cái khe co giãn và mặt cầu cũng đã bị hư hỏng. Vừa rồi thì chúng tôi đề nghị tiếp là sẽ đổ bê tông lại toàn bộ mặt cầu Khe Lách. Bộ Thông Vận tải đã đồng ý và dự kiến là sẽ thi công trong đầu quý 3 này. Bộ Giao thông cũng đã làm việc với ADB để cho phép là nâng cấp xây dựng cái đường kết nối từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến các tỉnh phía Bắc, trong đó có nâng cấp cái quốc lộ 279 của Lào Cai đi sang Lai Châu với cái đoạn từ Bảo Hà, từ nút giao IC16 đến đỉnh đèo Khao Co là dài khoảng 6-5 km. Hiện nay đã bộ đã có 200 triệu đô để nâng cấp cái này. Về công ty trách nhiệm hữu hạn Vinh Quang Thịnh thực hiện vận chuyển 500.000 tấn quặng sắt với độ ẩm tự nhiên tại mỏ sắt Quý Sa đi Hải Dương. Theo đó thì các xe vận tải của công ty Vinh Quang Thịnh phải lưu thông trên quốc lộ 219 đoạn từ Khe Lách cho đến nút giao IC16 để vận chuyển về Hải Dương. Để vận chuyển quặng từ mỏ Quý Sa đi tỉnh Hải Dương, công ty Vinh Quang Thịnh bố trí hai loại xe, một loại xe 3 đến 4 chục sẽ chở quặng từ Khe Lách ra đến bãi ở Ngầm Thìn. Thế và xe rơ móc sẽ tiếp tục chở từ bãi tập kết lên đường cao tốc về Hải Dương. Trong quá trình thực hiện thì các xe rơ móc của công ty đối với chiều ngược lại từ Hải Dương lên Lào Cai sẽ kết hợp chở hàng hóa tham gia xuất nhập khẩu để thuận lợi cho cái việc đáp ứng được cái kinh phí cho các phương tiện vận tải. Vì vậy, công ty Vinh Quang Thịnh đề xuất lập bãi trung chuyển tại thôn Ngầm Thìn, xã Tân Thượng trên cơ sở đề xuất phương án vận chuyển của liên ngành Công Thương Giao thông Vận tải. Ủy ban tỉnh Lào Cai có văn bản 2269 ngày 25 tháng 5 2018 về phương án vận chuyển quặng sắt để tiêu thụ trong nước của công ty Vinh Quang Thịnh. Theo đó, Ủy ban tỉnh chỉ đạo doanh nghiệp phải chấp hành các quy định cụ thể như sau.
nhất là về hồ sơ đất đai liên quan đến việc lập kho bãi, tập kết quặng, công ty Vinh Quang Thịnh đã ký kết hợp đồng thuê thửa đất số 1081 tờ bản đồ số 2 thôn Ngầm Thỉn, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn của bà Nguyễn Thị Hải Yến, có hợp đồng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về chấp hành các quy định của tỉnh trong việc bảo vệ môi trường, công ty Vinh Quang Thịnh đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường và được Ủy ban huyện Văn Bàn xác nhận tại văn bản số 1053 ngày 13 tháng 10 2017. Về bảo đảm an toàn giao thông thì bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, công ty Vinh Quang Thịnh cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, các quy định về tải trọng hàng hóa vận chuyển và các quy định khác về bảo vệ môi trường khi vận chuyển quặng sắt sẽ cam kết để đảm bảo để giám sát thực hiện. Ủy ban tỉnh đã giao cho các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm, Ủy ban tỉnh sẽ thu hồi phương án vận chuyển quặng. Hiện nay công ty đã thực hiện tập kết quặng và sở thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiểm tra việc chấp hành của công ty theo cái đã cam kết. Về việc nhiều xe chở quặng đang vận chuyển trên quốc lộ 29, báo cáo đại biểu là trong thời gian vừa qua thì có 5 công ty tham gia vận chuyển quặng tại mỏ sắt Quý Sa từ quốc lộ 29 đến IC16. Số xe của các đơn vị đăng ký là 919 xe, gồm có công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Lan là 67 xe, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Việt Thành 472 xe, công ty trách nhiệm hữu hạn Thùy Linh là 248 xe, công ty cổ phần đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Pháp 90 xe. Thế và cái thời điểm cao nhất là hoạt động trên tuyến đường này là 700 xe trên một ngày đêm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì 4 công ty này đã hết hàng không vận chuyển nữa, chỉ còn mỗi công ty Hoàng Lan là 67 xe. Thế và nay bổ sung cho công ty Vinh Quang Thịnh thêm 30 xe chở trên quốc lộ 29 này, thì về cơ bản về cái lượng xe là không tăng thêm, mà hiện nay là còn giảm đi rất nhiều so với trước. Vấn đề giải trình đối với Sở Công Thương thì một nội dung và một nội dung phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đề nghị làm rõ các nội dung liên quan. Nội dung thứ nhất đối với Sở Công Thương đó là ý kiến của đại biểu Hồ Thị Huyền, tổ đại biểu huyện Sapa đề nghị giải trình kiểm tra lại hồ sơ thiết kế ban đầu của công ty Thủy điện Việt Long đối với dự án Thủy điện Lậm Xài 1, Lậm Xài 2, đồng thời đánh giá lại việc triển khai xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn để đảm bảo cảnh quan môi trường, hỗ trợ sinh kế, việc làm cho người dân địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của người dân trong khu vực, đảm bảo triển khai các dự án theo đúng định hướng và cam kết đã được phê duyệt. Đối với Sở Công Thương thì chúng tôi nhận được cái văn bản 185 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về giải trình. Thứ nhất là kiểm tra lại thiết kế ban đầu của công ty Thủy điện Việt Long trong quá trình thi công để đảm bảo theo thiết kế được duyệt. Thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản giải trình gửi cho Thường trực Hội đồng cũng như là tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Sapa. Thế ở đây thì chúng tôi xin làm rõ thêm mấy vấn đề. Thứ nhất, đối với cái thủy điện Nậm Xài thì trong quy hoạch mà được Bộ Công Thương cũng như là Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt thì thủy điện Nậm Xài được làm hai bậc. Thứ nhất là thủy điện Nậm Xài 1 và thủy điện Nậm Xài 2. Thì trong quá trình khi mà được tỉnh cấp chứng nhận đầu tư thì công ty đã tham vấn ý kiến của cộng đồng cùng với lại huyện. Thì trong quá trình tham vấn thì thấy rằng cái việc mà xây dựng thành hai cái bậc thủy điện này thì có ảnh hưởng đến 36,09 hecta, trong đó có 5,57 hecta đất lúa, còn lại là 30,52 hecta là đất trồng màu, đất sông suối, đất trồng của đất bụi, và có hai cái kênh mương thủy lợi là một kênh mương bằng bê tông và một kênh mương đất để tưới tiêu cho 10 hecta ruộng. Thì trong cái quá trình thực hiện thì tham vấn của cộng đồng cũng như là đi lại thực tế thì công ty có đề nghị là được xem xét lại và điều chỉnh lại cái hai cái thủy điện này thành một cái thủy điện. Trước đây là cái thủy điện Nậm Xài 1 là 11 mê, Nậm Xài 2 là 9 mê, thì công ty có đề nghị được điều chỉnh lại thành một cái thủy điện là 19 mê. Thế và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho công ty Việt Long thực hiện lại. Thế và cũng đã báo cáo với Bộ Công Thương và Bộ Công Thương đã bổ sung vào cái quy hoạch của thủy điện. Thì trong quá trình điều chỉnh cái quy hoạch này thì đến nay là đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp chứng nhận đầu tư số 3565
ngày 19 tháng 10 năm 2016 và Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Nậm Xài 1-2 huyện Sapa tại quyết định 4-2-11 ngày 25 tháng 11 năm 2016. Thì sau khi điều chỉnh quy hoạch thủy điện thành một bậc thì chủ đầu tư đã lập báo cáo chủ trương đầu tư và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh là cấp chủ trương đầu tư, và hiện nay thì chủ đầu tư mới trình Sở Công Thương thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh cái bậc thủy điện 19B này. Thế và giai đoạn đầu tư là từ tháng quý 2 năm 2018 và sẽ hoàn thành vào quý 3 năm 2020 theo quyết định 714 ngày 17 tháng 3 năm 2018. Thì như vậy hiện nay là Sở Công Thương mới đang thẩm định cái hồ sơ thiết kế cơ sở của cái thủy điện Nậm Xài 1-2. Thế và trong cái quá trình mà thực hiện cái này thì hiện nay chủ đầu tư đang cùng với huyện Sapa để tiến hành là quy hoạch chi tiết cái khu vực, và cái thứ hai nữa là thống kê kiểm đếm về cây cối hoa màu. Thế và trong quá trình thực hiện cái này thì công ty có xin với Ủy ban nhân dân huyện Sapa và Sở Công Thương đề nghị cho thi công trước cái tuyến đường công vụ. Thế và những cái vùng ảnh hưởng đến cái đường công vụ này thì công ty cũng đã chi trả cái số tiền là 8 tỷ đồng cho các hộ dân ở trong khu vực. Thế và theo cam kết của công ty thì ngoài cái tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định thì công ty có cam kết với các hộ dân ở trong cái khu vực mà thủy điện Nậm Xài 1, Nậm Xài 2 là mỗi năm là sẽ hỗ trợ cho các hộ dân đây với cái mức là 2 tấn thóc cho toàn bộ đời dự án. Thế và hàng năm thì công ty cũng đã thực hiện vấn đề này. Tuy nhiên đến quý 1 năm 2018 vừa qua thì những cái hộ mà đã được thống kê đền bù và xác định rõ thì công ty đã hỗ trợ. Còn những cái hộ mà chưa được hỗ trợ là đang làm cái thống kê để giải phóng mặt bằng. Thế và chúng tôi đã thẩm định lại cái thiết kế kỹ thuật này, thấy rằng công ty đang thẩm định và sẽ làm đúng theo cái thiết kế kỹ thuật được duyệt. Thì đấy là cái ý thứ nhất mà đồng chí Hồ Thị Huyền có hỏi. Cái ý thứ hai là đề nghị đánh giá lại toàn bộ công trình thủy điện trên địa bàn để đảm bảo cảnh quan môi trường, hỗ trợ sinh kế và việc làm cho người dân. Thì tất cả các dự án trong quá trình lập hồ sơ thẩm định phê duyệt dự án và trước khi khởi công đều có cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời là căn cứ để các cơ quan chuyên môn cũng như người dân giám sát trong cái quá trình thực hiện. Thế và hiện nay là các công ty khi mà xây dựng cái dự án thủy điện là đều làm theo cái nội dung này, và nội dung này cũng là một cái quy định ở trong cái luật đầu tư. Thế và vừa qua trong cái quá trình khi mà thực hiện cái các dự án thủy điện thì đến nay cũng đang xảy ra một cái vấn đề, đó là cái việc là khi chúng ta xây dựng các dự án thủy điện thì cái việc đánh giá tác động môi trường mới đang đánh giá ở trên từng thủy điện, thế còn lại đánh giá chung trên từng lưu vực thì chưa được làm. Thì cái này Ủy ban nhân tỉnh đã có cái chỉ đạo và chúng tôi cũng đang đề xuất để tham mưu Ủy ban nhân tỉnh trong cái thời gian tới là sẽ đánh giá cho lưu vực của từng cái lưu vực, cho cả một cái hệ thống của các lưu vực của dự án để đảm bảo cho cái sinh kế bảo vệ lâu dài về sau này. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đã đề ra, thông qua 18 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Vịnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các cấp tiếp tục có giải pháp tích cực giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Tới đây, chuyên mục đại biểu nhân dân kỳ này đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.